đang thực hiện nhiệm vụ, viên cảnh sát bất ngờ bị đàn ông tấn công kịch liệt. Một vụ việc ông bắp cày tấn công người vô cùng dã man đã xảy ra tại khu vực Los Angeles, Mỹ. Nạn nhân trong vụ việc thương tâm này là một cảnh sát tập sự. Anh ta được người dân gọi đến để giúp họ xua đuổi bầy ong. Tuy nhiên, ngay khi viên cảnh sát đến hiện trường, vừa bước ra khỏi xe, anh ta đã bị bầy ong tấn công dữ dội. Không lường trước trường hợp này, người cảnh sát hoảng loạn hét lên cầu cứu, cố gắng trốn lại vào chiếc xe. Tài xế chiếc xe dường như cũng quá sợ hãi trước những sinh vật hung dữ nên cũng không dám mở cửa. Bị tấn công bởi hàng ngàn con ong trong suốt một quãng thời gian, người cảnh sát cố gắng xua đuổi chúng trong tuyệt vọng. Cuối cùng anh ta đã gục ngã. Thế nhưng, đàn ông vẫn không buông tha cho nạn nhân. Hình ảnh đàn ông bu kính người cảnh sát khiến người xem không khỏi rùng mình. May mắn thay, một chuyên gia về ong đã chứng kiến sự việc qua bản tin và nhanh chóng đến hiện trường. Với bộ đồ bảo hộ chuyên dụng, người này đã sử dụng bình xịt để tiêu diệt đàn ong và giải cứu cảnh sát tập sự xấu số kia. Chuyên gia cho rằng, có điều gì đó đã kích động đàn ong, khiến chúng trở nên hung dữ đến vậy. Người cảnh sát sau đó đã được sơ cứu tại hiện trường và đưa đến bệnh viện gần đó. Hiện anh đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục. Sự việc kinh hoàng này là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người về sự nguy hiểm của ong bắp cày, đặc biệt là trong mùa sinh sản. Mặc dù nói ong không chủ động tấn công con người, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể thoải mái tiếp cận chúng mà không có đồ hay thiết bị phòng hờ như người cảnh sát này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của Bitalk. Chúc các bạn một ngày thật vui. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng mình nhé.